Xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm, phường Nhân Hòa và phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng đường Hưng Yên, Hà Nội kéo dài. Đến nay, hai địa phương này đã cơ bản hoàn thành và đều đã bàn giao được 50% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dù chưa có phương án hỗ trợ đền bù, nhưng ngay sau khi hoàn thành kiểm đếm 21 hộ ở tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, có tuyến đường Hưng Yên, Hà Nội kéo dài đi qua đã giao ruộng để phường bàn giao sớm mặt bằng cho đơn vị thi công. Điều đang nói là tất cả các hộ dân đều nhận thức rất rõ về trách nhiệm của mình với việc xây dựng công trình giao thông trọng điểm của tỉnh nên đã đồng thuận rất cao. Chúng tôi rất ủng hộ, tán thành, nhất trí là đây không phải là đi mua bát, mà đây nó là thêm vào cái việc để đóng góp xây dựng nhà nước, chúng tôi nhất trí, mặc dù chưa có tiền. Người dân chúng tôi sau này sẽ được hưởng giá trị của cái ruộng này. Tuyến đường Hưng Yên Hà Nội kéo dài qua phường Nhân Hòa có chiều dài khoảng hơn 3,5 km. Diện tích phải giải phóng mặt bằng là gần 50.000 m2. Đến nay, 190 hộ có ruộng, 20 hộ có đất thổ cư và nhà ở cùng 3 doanh nghiệp đều đã đồng thuận. Hiện phường đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được gần 50% diện tích. Sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc là tuyên truyền, vận động để các hộ dân có đất nông nghiệp trên địa bàn nhường đất để cho đơn vị thi công trước và thực hiện cái việc là bồi thường hỗ trợ sau. Đến nay, phường Phan Đình Phùng cũng đã hoàn thành việc thống kê và đang hoàn thiện hồ sơ phương án hỗ trợ đền bù cho toàn bộ 74 hộ có ruộng phải thu hồi. Phường cũng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được khoảng 5.000 m2 trong tổng số 13.500 m2. Trước mắt bàn giao được 50% là đơn vị đang thi công. Thế còn lại 50% các hộ thì chúng tôi trong cái tháng này chúng tôi sẽ phấn đấu là hoàn thành cái việc bàn giao trước để cho đơn vị thi công. Như vậy đến thời điểm này, thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được khoảng 2 km trong tổng số hơn 4 km đường đi qua địa bàn. Với quyết tâm của hai địa phương trên, chắc chắn phần còn lại sẽ sớm được bàn giao xong cho thi công theo đúng kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả tuyến đường.